Xin chuyển sang thông tin khác, chiều ngày 26 tháng 11, bệnh viện Thống Nhất thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã phối hợp với Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia và các chuyên gia đến từ bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh viện Việt Đức, bệnh viện Trung ương Huế, bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh và phân viện Pháp y Quốc gia tại thành phố Hồ Chí Minh cùng sự hỗ trợ của lực lượng cảnh sát giao thông công an quận Tân Bình, sân bay Tân Sơn Nhất, Việt Nam Airlines tổ chức thực hiện việc lấy vận chuyển 7 đơn vị tạng từ người hiến chết não và ghép thành công cho những người nhận. Trước đó, 17 tháng 11, bệnh viện thống nhất tiếp nhận một bệnh nhân nam sinh năm 2006 vào cấp cứu do bị chấn thương sọ não rất nặng, hôn mê sâu. Các bác sĩ nhanh chóng hồi sức và tiến hành đặt nội khí quản, đồng thời mời hội chẩn khoa phẫu thuật gây mê hồi sức và ngoại thần kinh phẫu thuật cấp cứu. Tuy nhiên do tình trạng bệnh nặng, các bác sĩ đã giải thích cho gia đình về tình trạng sức khỏe của người bệnh sau khi bàn bạc thống nhất và được sự giải thích từ chi hội vận động hiến ghép mô tạng của bệnh viện, gia đình đã đồng ý hiến tặng các tạng khi bệnh nhân chết não. Trước nghĩa cử cao đẹp của gia đình người bệnh, Bệnh viện Thống Nhất đã báo cáo xin ý kiến và nhận được sự hướng dẫn giúp đỡ của Trung tâm Điều phối Ghép Tạng Quốc gia. Các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật lấy 7 đơn vị tạng đã được thực hiện thành công và nhanh chóng vận chuyển tạng đến các bệnh viện để ghép cho người nhận, gồm hai quả thận ghép cho hai bệnh nhân tại Bệnh viện Thống Nhất, một quả tim và một phần gan ghép cho hai bệnh nhân tại bệnh viện Việt Đức, một phần gan được ghép cho bệnh nhân tại bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, hai giác mạc được ghép cho hai bệnh nhân tại bệnh viện Trung ương Huế.